Vào sáng nay, ban tổ chức SEA Games 30 đã tiến hành bốc thăm môn bóng đá tại khách sạn Sofitel Manila, Philippines. Ở môn bóng đá nam, tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng với nhà đương kim vô địch Thái Lan. Có đội khác là Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp U22 Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ là Thái Lan và Indonesia. Còn nhớ, ở SEA Games 29 cách đây 2 năm, U22 Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng bảng, nhường vé vào bán kết cho hai đối thủ này. Đây cũng là một trong những kỳ SEA Games thất vọng nhất đối với bóng đá Việt Nam. U22 Thái Lan được đánh giá là đối thủ số 1 của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, vào các năm 2013, 2015 và 2017, người Thái đều giành huy chương vàng bóng đá nam. Gặp lại U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 30 là thử thách đối với thầy trò Park Hang-seo. Bất lợi lớn nhất U22 Việt Nam ở SEA Games 30 là nằm ở bảng đấu gồm 6 đội. Điều đó đồng nghĩa nếu muốn vào bán kết, thầy trò Park Hang-seo sẽ phải thi đấu nhiều hơn một trận so với các đối thủ của bảng A. Bảng đấu có sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Campuchia, Đông Timor và chủ nhà Philippines. Không chỉ bóng đá nam, ở môn bóng đá nữ, Việt Nam cũng nằm ở cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. Bảng đấu còn lại của môn bóng đá nữ có sự góp mặt của Myanmar, Malaysia và chủ nhà Philippines. Môn bóng đá nam SEA Games 30 dự kiến diễn ra từ 25 tháng 11 đến 10 tháng 12. Vòng bảng diễn ra sớm nhất từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Vòng bán kết vào ngày 7 tháng 12. Trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng được tổ chức vào ngày 10 tháng 12.